Xin thì chào quý cô chú anh chị và bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 18 tháng 4 năm 2023, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hay số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hoàng thảo trầm tím, cái dòng trầm tím hàng rừng cô chú anh chị nhé. Hàng thời điểm bây giờ đang chi chít là nụ như thế này, cô chú anh chị nhìn này. Đó, và mầm gốc đang lên rất là đẹp luôn ạ. Mầm gốc đang lên rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Và dòng lan hoàng thảo trầm tím là cái mùa thời điểm bây giờ quá là đẹp để cô chú anh chị vừa được thưởng thức hoa, vừa làm cây giống tuyệt vời trong năm đấy ạ. Em bán với giá là 420.000 cho 1 kg hoàng thảo trầm tím cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, em và cái dòng trầm tím này em xin nhắc lại là em sẽ bán từ 0,2 kg luôn đấy, tức là 84.000 cô chú anh chị có cái giỏ lan trầm làm cây giống và một cái giỏ lan thưởng thức hoa đẹp rồi, bởi vì là đây là hàng hoàn toàn 100% thân tơ ấy ạ. Bên này đây sẽ là hoàng thảo môi tu hay còn có tên là hoàng long vĩ, thời điểm bây giờ là cây cũng đang bắt đầu là chuẩn bị sưng nụ rồi cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo môi tu ạ, em xin phép được bán môi tu này với giá là 140.000 cho 1 kg, cái dòng lan với hoa sáp bóng vàng và môi tua đẹp nhá. Và bên này đây thì cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cái lô hoàng thảo hoàng lạp rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Hoàng thảo hoàng lạp em xin phép được bán với giá là 130.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có 2 cái lô giáng hương tam bảo sắc đấy ạ. 2 lô giáng hương tam bảo sắc bây giờ đang nhú nụ cái tầm ghép đẹp của cái dòng tam bảo sắc này cô chú anh chị này. Một cái dòng hàng quốc dân nhé cô chú anh chị nhé. Hoa thơm với cả sánh với cả cái hoàng nhạn luôn cô chú. Một lô như thế này đủ cô chú anh chị có một cái giò lan tam bảo sắc ghép để thưởng thức hoa thơm ngát luôn. Nói chung là tầm mùa này thì cây có phần là hơi héo vàng lá, nhưng mà lại là cái mùa ghép rất là đẹp luôn. 50.000 cho một cái lô tam bảo sắc như thế này. Đó, cô chú anh chị sở hữu ngay một cái giò tam bảo sắc rất là thơm và đẹp để thưởng thức ạ. À, sang bên này đây thì em có duy nhất 2 kg kiều vàng thôi nhé cô chú anh chị nhé. 2 lô kiều vàng, thời điểm bây giờ có những cây đang bắt đầu là nhú nụ rồi, nhưng đa số là chưa có nhú nụ đâu ạ. Và cái dòng lan kiều vàng này, một lô này, lô này em gọi là lô số 1, nó dài như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Lô số 1 với giá là 100.000, lô số 2 cũng là 100.000, lô số 2 thì cây ngắn hơn nên là sẽ được rất là nhiều luôn ạ. Và sang bên này đây, dòng lan kiếm tiên vũ, dòng kiếm tiên vũ lá ngắn này cô chú anh chị này, hàng thì bên em đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Đó, cắt tỉa rất là kỹ rồi, và dòng kiếm tiên vũ này với giá vô cùng rẻ, chỉ có 50.000 cho 1 kg thôi. Cái dòng hàng vừa chơi thân lá vừa chơi hoa đẹp. Cô chú anh chị có thể chơi lá quanh năm luôn. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo đơn cam ạ. Hoàng thảo đơn cam, cô chú anh chị cùng em ngắm những cái bông đơn cam. Có những cái cây bây giờ vẫn còn đang nụ, có những cây bây giờ đã nở hoa rồi ạ. Và dòng đơn cam với cái sắc hoa cam lửa rất là rực rỡ ở đây này cô chú anh chị này. Đó, cái dòng lan hoàng thảo đơn cam mà những người chơi lan vẫn ai cũng muốn chinh phục, ai cũng muốn chinh phục cái giấc mơ đơn cam đấy ạ. Và dòng lan hoàng thảo đơn cam này em bán với giá là 650.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg luôn cô chú anh chị nhé, 0,1 kg luôn. Và cái lô đơn cam này thì cây khá là dài và đều luôn, nên là nếu như cô chú anh chị nào muốn lấy cây dài thì em vẫn có thể lấy cho cô chú anh chị những cái cây dài nhé. Và đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em này, một cái lô với 0,1 kg, tức là 65.000, thoải mái cô chú anh chị ghép rồi như vậy này. Hoặc là một cái lô này này, 95.000, đó cũng được rất là nhiều luôn. Em sẽ bán từ 0,1 kg luôn nhé. Và bên này đây thì em có một cái phần hạc đỉnh hồng, cái chỗ này chắc là cô chú anh chị cũng làm được khá là nhiều giò đấy ạ. Đấy ạ. Hiện tại mầm gốc của nó đang bắt đầu là chuẩn bị lên. Cái dòng hạc đỉnh hồng này hoa nở vào thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Và lô hạc đỉnh hồng này em bán 50.000 này cô chú anh chị này. Chỗ này cô chú anh chị phải làm được mấy giò luôn ạ. Và bên này đây thì em có một cái phần hải dâu xanh. Một cái lô hải dâu xanh đang lên mầm xinh chưa cô chú anh chị này.
Hài dâu xanh, một cái dòng lan với những chiếc hài lớn, chòm dâu dài xoăn tít màu xanh, rất là đẹp luôn đấy ạ. Em bán cái dòng lan hài dâu xanh này là cả lô này là 30.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Cả lô này 30.000 đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây là cái dòng lan phượng vĩ này. Cái dòng lan phượng vĩ với những cái chùm hoa khi mà nó sổ bông ấy, dài cả mét và phân rất là nhiều nhánh. Chỉ cần một thân thôi khi mà nó nở hoa thì đã cho một cái cành hoa đỏ vàng rực rỡ để chào đón mùa hè rồi đấy ạ. Rất là dễ thuần, dễ chăm, cô chú anh chị có thể mua về ghép ở những cái những cây xung quanh nhà ấy ạ. Khi mà mùa hoa đến thì những cây phượng vĩ này vươn những cái cành hoa, vươn cao những cái cành hoa với cành hoa sắc hoa đỏ rực rỡ rất là đẹp luôn đấy ạ. Em bán với giá chỉ có 90.000 cho 1 kg dòng lan phượng vĩ, cô chú anh chị nhá. Và bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái giò dendro VIP. Những cái giò dendro VIP thời điểm bây giờ thì đang hoa và mầm gốc đang lên này cô chú anh chị này, mầm gốc lên rất là nhiều luôn đấy ạ. Những cái giò dendro VIP này cô chú anh chị này, mặt bông của nó, độ bền của cái dòng hoa này nó phải rơi vào trên 2 tháng. Tuy nhiên thì hàng này hiện tại là em chỉ bán hàng cây giống thôi cô chú anh chị nhá. Chỉ bán hàng cây giống thôi thì nói chung là vẫn còn có hoa nhưng mà thưởng thức hoa thì không được có thời gian nhiều lắm. Cái hàng này hiện tại đang lên mầm gốc và bình thường thì cái hàng này nếu như là hoa Tết nó phải rơi trên 200.000. Thời điểm bây giờ em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một chậu nhá cô chú anh chị nhá. 100.000 cho một cái chậu dendro VIP như thế này, với một chậu sẽ là 3 thân và mầm gốc đang lên, thân to như cái ngón tay cái luôn nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, thân to mập nú luôn và những bông hoa rất là đẹp này. Đấy, khuôn bông hoa tròn vo, cánh dày rất là đẹp như vậy. Đấy, hàng này thì chủ yếu là em bán hàng giống thôi, bởi vì hiện tại là cây đang nở hoa rồi. Và sang bên này đây thì là những cái giò dendro, những cái giò dendro hoa tím chớp đấy ạ. Những cái bông hoa tím chớp này, cái nói chung là mấy cái dòng dendro này đều có cái hương thơm rất là quyến rũ luôn ạ. Dòng dendro tím chớp một cái chậu như thế này, có một cây đang nở hoa và vài thân, thêm vài thân ngắn nữa như vậy, với giá chỉ có 80.000 trong một giò, cô chú anh chị sưu tầm nhá. Còn những cái cây mà nó có hai thân hoa như thế này này cô chú anh chị này, mầm gốc đang lên xinh lắm luôn. Đấy, một thân cao một thân thấp như vậy em bán với giá là 90.000. Đó, 90.000 hay là 80.000 cô chú anh chị sở hữu ngay những giò lan bông hoa tím chớp rất là xinh như vậy. Sang bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đây là những cây vũ nữ lava, hoa của nó thì cánh hoa mỏng manh, màu đỏ nhưng mà lại rất là bền hoa, mà cái dòng này cho hoa quanh năm luôn cô chú anh chị nhá. Cái giò lava này cô chú anh chị về chuyển sang một cái chậu sứ trắng mới, khi mà lên giò nhìn cũng rất là đẹp luôn này, cái dòng lan vũ nữ lava này. Một cái chậu như vậy thì em thấy là người ta hiện tại người ta đang bán đến 130 đấy ạ. Còn nhà em thì sẽ bán với giá là 110.000 cho một giò nhá cô chú anh chị nhá. 110.000 cho một cái chậu lan vũ nữ lava như vậy đấy ạ. Dạ, sang bên này đây thì em có những cái giò lan cát, dòng cát lea, dòng cát mini nhá, với bông hoa sắc cam rất là đẹp như thế này mà hoa cực thơm luôn ạ. Đấy, hiện tại thì cây đang hoa rất là bền hoa nhá cô chú anh chị nhá, đang hoa hoặc là đang nụ nhá cô chú anh chị, đang hoa hoặc đang nụ, mà dòng này thì nó cho mình hoa quanh năm luôn. Thì em bán một cái chậu xinh xinh như thế này với giá là 95.000. Đây cô chú anh chị nhìn cho em một cái giò nó rất là nhiều cây. Có một cái giò là một bụi rất là to, hiện tại có những cây mầm con đang lên và cũng đang có hoa có nụ như thế này. Đấy, đang có hoa có nụ như vậy với giá là 95.000 nhá. Và tiếp sang bên này đây thì em có những giò hoàng thảo hoàng lạp. Hoàng lạp ạ, hoàng lạp thì em có bán hàng cân bên kia 130.000 trong 1 kg, còn không cô chú anh chị lấy những giò này rất là to luôn. Đó, rất là to luôn như vậy với giá em bán chỉ có, những cái giò này chỉ có 130 cho một giò này. Và sau bên này đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái cây dáng hương quế tím ạ. Những cây dáng hương quế tím, hoa của quế tím thì bình thường nó sổ rất là sai bông luôn cô chú anh chị này. Một cái chậu 3 cây mà rất nhiều hoa luôn ạ. Dòng dáng hương quế tím, hoa của nó cũng sánh với cả hoàng nhạn nhé, cực kỳ là thơm. Một chậu quế tím 3 cây như thế này, một chậu quế tím 3 cây như thế này đang hoa hoặc là đang nụ, giá em bán sẽ là 140.000 trong cái giò dáng hương quế tím nhé cô chú anh chị nhé. Hoa rất là thơm ạ. Và bên này sẽ là dáng hương bạch nhạn. Bạch nhạn thì cô chú anh chị biết rồi ạ, dòng hoa màu trắng nhá. Hoa màu trắng và hương thơm dịu nhẹ rất là thích luôn. Bạch nhạn em bán với giá cũng 140. Và bên này sẽ là những cái chậu hỏa hoàng cam xinh đẹp. Những giò hỏa hoàng cam xinh đẹp bình thường cô chú anh chị mua hàng cân cũng rất là đắt, mà cũng gọi là dòng khá là khó tính nhá. Còn những cái giò hỏa hoàng cam này thì em hiện tại em đã trồng thuần như vậy rồi, một chậu sẽ là 3 cây, giá em bán là 100.000 cho một chậu. Còn sang bên này đây sẽ là những cái giò dáng hương đuôi sóc này cô chú anh chị này, xanh mướt luôn. Đấy, đuôi sóc. Bên kia thì dáng hương đuôi sóc nhá, một cái chậu dáng hương đuôi sóc này. Nó rơi vào ít nhất là 4 cây.
Dày ít nhất 4 cây. Hiện tại có những cây thì đang nhú nụ. Em bán một cái chậu đuôi sóc như vậy với giá sẽ là 130.000 cho một giò. Và bên này đây ạ, thì em có những bảng kiều này cô chú anh chị này. Bảng này vừa rồi đây hình như là nó là cái kiều kiều vàng hay kiều tím này cô chú anh chị này. À, cái rất là tiếc là thời điểm bây giờ là đã tàn hoa rồi ạ. Mà cô chú anh chị nhìn thấy này, một cái cây, một cái giả hành bé tí như thế này mà cho mình cái hai cái chùm hoa luôn. Và cái dòng kiều này khi mà cô chú anh chị về về trồng vào chậu ấy, cái cây này lớn cực kỳ là nhanh, khủng và đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Một cái giò kiều như vậy thì em bán với giá là 110.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Trồng đến sang năm chắc chắn cô chú anh chị sẽ ngắm hoa đã mắt luôn ạ. Ngắm hoa đã mắt luôn cô chú anh chị nhá. Một cái bảng kiều vàng như vậy, cái kiều như vậy đấy ạ. 110.000 cho một bảng kiều thôi, rất nhiều thân ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có những giò lan. Đây là những cái giò lan hoàng tử áo trắng. Hoàng tử áo trắng thì bình thường em bán là 210.000 cho một giò. Hôm nay em bán thanh lý xả luôn, 220-210 cho một giò. Hôm nay em bán thanh lý xả hàng luôn là 180.000 cho một giò. Đảm bảo cây đẹp và hoa khi nở hoa không làm cô chú anh chị thất vọng. 180.000 giá bán lẻ mà rẻ hơn cả giá bán sỉ luôn nhá. Cây rất là to luôn ạ. Này thì em có hai cái lô dáng hương đuôi sóc này cô chú anh chị này, một cái lô dáng hương đuôi sóc. Nói chung là nhìn nó không được đẹp mã thực sự là do so với cái hàng thuần cô chú anh chị nhìn thấy là những cây hàng thuần lá rất là căng đúng không ạ? Còn những cây này thì nhìn lá nó héo rũ héo rượi như thế này. Đó, nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị về trồng thì cây này hồi rất là nhanh. Và một cái lô như thế này em bán là 50.000 cho một lô. Đấy, một lô dáng hương đuôi sóc hiện tại đang nụ. Bên này sẽ là những cái cây đai châu này cô chú anh chị này. Cây đai châu Thái nhá. Một cái giò như vậy năm ngoái đã cho hoa hết rồi. Đấy, cái lá của nó dài hơn 20 cm nhé, một trong một cây. Em bán là 9.000 cho một cây đai châu Thái như vậy đi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp và đặc biệt là những giò dáng hương đuôi cáo ạ. Những cái giò dáng hương đuôi cáo thời điểm bây giờ là những giò dáng hương đuôi cáo rất là khủng đây. Rất là khủng và đang nhú nụ. Có những cái chậu cũng vừa tầm, rất là vừa tầm giá tiền để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm. Và những cây lan đột biến rất là đẹp luôn trong buổi tối ngày hôm nay để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cây lan đẹp cho sân vườn nhé cô chú anh chị nhé. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cái giò dáng hương đuôi cáo khủng. Và cô chú anh chị nào có muốn lấy những cái giò dáng hương đuôi cáo này về chấn vườn ạ? Để mà kiếm được những giò dáng hương đuôi cáo khủng như thế này, cô chú anh chị có thể kiếm được. Nhưng em chắc chắn một điều rằng giá không hề rẻ, cô chú anh chị nhé. Giá không hề rẻ. Và một cái giò dáng hương đuôi cáo khủng, cái cây như cái cây này bản lá, có khi gần đến 5 cm rồi nhé, cô chú anh chị nhé. Cái giò này phải tầm chục cây ạ, chục cây cáo. Và thậm chí là có cả cây mẹ con cực kỳ là đẹp luôn này, cô chú anh chị này. Đó. Bình thường thì những cái giò cáo khủng như thế này em, cô chú anh chị thấy rằng là rất là ít khi có hàng đúng không ạ? Thỉnh thoảng thì mới có được những giò khủng như thế này để cô chú anh chị có thể sưu tầm và chấn vườn, để mua để chấn vườn cô chú anh chị nhé. Và cái giò cáo này em gọi là cái giò cáo số 1 đấy ạ. Em xin phép được bán với giá là 680.000 cho giò cáo này. Cô chú anh chị nào lấy thì cọc trước cho em ít nhất là 300.000 cô chú anh chị nhé. Cọc trước ít nhất là 300. Bởi vì những giò khủng như thế này thì nếu như chẳng may mà không phải là ai cũng như nhau, cũng có những khách rất là thích bom hàng, nên là em cũng không biết được là khách nào là khách bom hàng. Số đấy cũng rất là ít thôi. Nhưng mà chẳng may thì lại gặp thì thực sự là sẽ rất là tiếc cho những giò dáng hương đuôi cáo như vậy. Vận chuyển về dập hết lá thì hỏng hết cây cô chú anh chị nhé. Em bán là 680.000 ạ. Đó là hình số 1. Hình số 2 cũng là một cái giò rất là khủng đấy ạ. Giò số 2 này cũng phải tầm hơn chục cây. Cây đang nhú rất nhiều nụ ở đây cô chú anh chị nhé. Đảm bảo khi mà nở hoa cho cô chú anh chị một cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Cái giò số 2 này em xin phép được bán với giá là, giò này xin phép được bán với giá là 600.000 nhé cô chú anh chị nhé. Cho giò số 2 ạ. Dáng hương đuôi cáo số 2 ạ. Và giò dáng hương đuôi cáo số 3 này, phải nói là những cây cực kỳ là VIP và đẹp luôn. Cô chú anh chị cứ ngắm cho em ạ, những giò cáo cụ cực đẹp, thuần rất là lâu năm ở vườn rồi. Vậy giò này em cũng xin phép được bán với giá là 600. Giò này em cũng xin phép được bán với giá là 600.000. Đó, 600.000. Còn đây ạ là những giò nó vừa tầm tiền hơn, những giò vừa tầm tiền hơn những chậu như này. Thì này hình số 4 này, chậu này 4 cây nhá, và tất cả gần như là đang có những cái cây nó đang nhú nụ như thế này rồi này cô chú anh chị này. Vài giò này xin phép được bán với giá là 230.000 ạ. Để cho giò cáo số 4. Giò cáo số 5 đây cô chú anh chị. Giò dáng hương đuôi cáo số 5 này. Cái nụ vươn đã có, cây đã vươn nụ rất là dài rồi này.
Có cây người nhú nụ này. Giò số 5 này em bán với giá là 200. À, cái giò số 5 này em xin phép được bán với giá 210.000. Ái giò này thì em giới em quên mất là em cái giò này có 5 cây nhưng đang có một cái cây hơi lỗi ngọn nhé cô chú chị nhé. À, tiếp sang bên này đây là số 6 ạ. Cái số 6 này này cô chú chị nhìn này. Đấy, ngắm nụ ngắm lá cực đẹp luôn này. Cái giò số 6 này em có tất cả là 5 cây nhé cô chú chị nhé. 5 cây, có cây nụ xanh, có cây nụ tím rất là đẹp luôn. Cái giò này em bán với giá là 240.000 cho cái giò số 5, à, giò số 6. Giò tiếp theo số 7. Giò số 7 nhá. Giò số 7 này cũng đang nụ này. Cái giò này có 4 cây ạ. 4 cây cáo xếp V đang nụ như vậy em bán với giá 220.000. Và giò số 8 là 230.000 cho giò này cũng là 4 cây là xếp thẳng tắp như thế này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình số 9 thì cái giò này em cũng xin phép được bán 230.000 cho chậu số 9 đây cô chú anh chị nhá. Và giò số 10 này. Giò số 10, 3 cây cực kỳ đẹp luôn. Tất cả những cái chậu này thì đều đang có nụ nhá cô chú anh chị nhá. 3 cây to và rất là đẹp luôn đây ạ. Và giò số 10 này em xin phép được bán với giá là 220.000 nhá. 220.000 ạ. Và giò tiếp theo hình số 11 này. 11 này là 4 cây này cô chú anh chị này, 5 cây nhá, phải 4 cây đâu ạ. 5 cây ạ. Và giò số 11 này em xin phép được bán nó với giá là 230.000 ạ. Và tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 này, hình này em có 3 cây này. 3 cây ở hình số 12 này em xin phép được bán nó với giá là, hình số 12 em bán với giá là 100. Giò số 12 này em bán với giá là 180.000 cho giò số 12 nhé. Tiếp theo bên này đây sẽ là những cây gà trắng ạ. Hôm nay em còn duy nhất vài chậu thôi. Cô chú anh chị bán nốt để cô chú anh chị sưu tầm. Cây gà trắng mà em ươm ki. Em ươm ki thì nói chung là gà trắng của nhà em thì cũng đã trồng được khá là nhiều năm rồi. Và cây này thì nó cũng đẻ ki cũng như lên mầm rất là khỏe luôn cô chú anh chị nhé. Đây ạ, khuôn bông hoa bầu tròn cực kỳ là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Rất là cân đối và đẹp như vậy. Cánh trắng không có tì vết luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và cái hương hoa rất là bền. Mà cái hương thơm của gà trắng này thì cái mùi hương nhẹ nhàng rất là quyến rũ luôn nhé cô chú anh chị. Đấy, tất cả những cái hàng này thì em ươm ki từ những cái thân gà chuẩn cây giống này ra. Đấy, cô chú anh chị sưu tầm. Ở đây thì em có cái chậu gà này gọi là hình số 13. Hình số 13 này cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Hai cái mầm ki đang trên thân này. Đấy, ở đây có hai cái ki nhá và trong đó có một cái ki đang lên hai mầm trên thân. Cô chú anh chị mua sẽ cực kỳ là lợi luôn này. Cái chỗ hai ki này cô chú anh chị về tách ra được thêm một chậu nữa luôn ạ. Vài giò này em xin phép được bán với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. 150.000 cho chậu này đấy ạ. À, bình thường thì em thấy là người ta bán một cái thân gà này thôi cũng phải ít nhất là 200 rồi, thân gà trắng ấy ạ. Và sang hình tiếp theo ạ là cái hình số 14, cái chậu số 14 này. Siêu đẹp luôn ạ. Hình số 14. Hình này là có 3 thân lớn và 3 ki nhỏ bên dưới này. Và ở trên thân lớn này thì đang có khá là nhiều ki lên này. Cái chậu này thì cô chú anh chị nào mà lấy thì phải nói là vô cùng là lợi. Cái giò này em bán với giá là 400 nhá cô chú anh chị nhá. Cái giò này xin phép bán 400. Cái giò này thì là sẽ có 2 ki trên thân, ngoài ra những cái trên này cũng có khả năng là sẽ ra rất là nhiều ki nữa. Đấy, cái chậu này thì về cô chú anh chị nào mà muốn nhân giống thì nhân giống cực nhanh luôn đấy ạ. 400.000 cho chậu này. Hình số 14, hình tiếp theo hình số 15. Số 15 này cũng rất nhiều ki trên thân ở đây ạ. 2, 4. Cái giò này thì giò này em bán 200. Cái giò này em xin phép bán 200. Cái giò này về cô chú anh chị nào mà nhân giống thì sang năm là được nhiều giò tuyệt vời luôn. Tiếp theo đây sẽ là hình số 16. Hình số 16 này 3 ki trên thân nhé cô chú anh chị nhé. Hình số 16 này 3 ki trên thân ạ. Như vậy đấy ạ. Hình này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho chậu này. Và hình tiếp theo là hình số 10, đây là hình số 17 chứ, hình số 17. Hình tiếp theo hình số 18 ạ. Giò số 18 này, 3 ki rất là khỏe luôn ạ, cực kỳ là lực luôn, mầm gốc đang chuẩn bị lên rất đẹp này. Cái giò này em bán với giá là 160.000 cho chậu này nhá, cô chú anh chị nhá. Cái chậu này rất là đẹp luôn, mầm gốc đang chuẩn bị lên cực lực. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 19 ạ. Hình số 19 này thì em có một giò tam bảo sắc về cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn này. Đó, xinh chưa? Chắc chắn một điều rằng giò này cô chú anh chị nào sở hữu nó thì sau này ngắm hoa thưởng thức hoa là mê luôn ạ. Giò dáng hương tam bảo sắc này em xin phép được bán với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, giò số
19 ạ. Giò số 20, mới giò tam bảo sắc này 3 cây nhưng cũng có cây nhú nụ này. Giò này em bán 50.000. Và tiếp theo sẽ là giò số 21 này. Giò này cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. 21 ạ, cũng đang có nhiều cây nhú nụ ở đây. Bây giờ em bán là 130.000 cho chậu này nhá. Và tiếp theo ạ là hình số 22. Hình số 22 em có cái trụ tam bảo sắc này này cô chú anh chị này. Cái trụ tam bảo sắc 22 này có tất cả là 5 cây như vậy, em bán là 100.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình 23. Đây cái hình 23 này cô chú anh chị này, hình 23 có 3 cây như vậy ạ. Cái giò này xin phép được bán với giá là 60.000. Và sang hình tiếp theo 24 ạ, một cái giò già kawaii tím xưa đang lên mầm gốc cực đẹp luôn này cô chú anh chị này, đang nụ và đang lên mầm gốc cực đẹp. Cô chú anh chị có ngay giò cây giống rất là tuyệt vời để thưởng, mà ngoài ra có giò lan sinh để thưởng thức hoa. Bán giò này 60.000 thôi ạ. Tiếp theo 25 cũng là da Hawaii tím xưa nhé cô chú anh chị nhé. Hawaii tím xưa siêu mầm. Siêu mầm ạ, một cái giò lan đẹp như vậy để cô chú anh chị thưởng thức hoa và một cái chậu cây giống quá là đẹp. Em bán với giá 100.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là một cái giò hạc vĩ. Giò hạc vĩ này rất là nhiều mầm ở đây ạ. Rất nhiều mầm ở đây. Và cái giò hạc vĩ này em xin phép được bán nó với giá là 130.000 đi nhé cô chú anh chị nhé. Cái giò này thì nói chung là hiện tại là tiếc là nó đã nở hoa rồi, chứ còn nếu mà không, còn có cả cây long tu, cây vôi nữa cơ. Cô chú anh chị này, không phải chỉ có hạc vĩ không mà còn có cả vôi nữa. Bảng này 130.000 mà giá thể bằng gỗ nhãn nhé cô chú anh chị nhé. Chủ yếu là làm cây giống đấy ạ. Và bên này đây thì em có một cái giò này, là cái giò hoàng thảo thập hoa này cô chú anh chị này, siêu nụ luôn ạ. Siêu nụ luôn cô chú anh chị nhìn cho em này, thập hoa vô cùng là sai nụ ở đây ạ. Chờ đợi cho một cái mùa hoa rực rỡ, một cái rèm hoa đẹp đấy ạ. Chi chít là nụ này. Cái giò hoàng thảo thập hoa này mầm gốc cũng đang lên rất đẹp ạ. Em bán với giá là 120.000 cho giò thập hoa này nhá. Bên này đây ạ, làm cái giò phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Em gọi đây là cái giò 27 này cô chú anh chị này. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, cái giò này chắc là sẽ có hai cái mặt bông. Có những cái ở đây chắc là hai cái mặt bông thật đấy cô chú anh chị ạ. Cái thân này này, bông hoa chắc chắn là sẽ rất là tím này. Cái bông này thì bên này thì lại sẽ là nhạt màu hơn này cô chú anh chị này. Nhạt màu hơn này. Đấy, cái này sẽ có hai cái thân hoa cô chú anh chị nhá. Đây, như cái cây thân tím kia, cái gốc của nó cũng rất là tím này. Bên này thêm cái mầm lên của bên này, cái hoa nó nhạt màu hơn thì cái mầm của nó cũng nhạt màu hơn này. Giò này ạ, cho cô chú anh chị nào mà mình muốn thưởng thức hoa này, 200.000, 220.000 cho giò này đi cô chú anh chị nhé. Một cái giò phi điệp tím rất là khủng. Một cái giò phi điệp tím rất là khủng ở đây ạ. Tiếp sang bên này đây thì em có cái hình số 28, một cái hình đai châu có 4 cây ạ, 5 cây ạ. 5 cây 140.000. Và sang hình số 29, 150.000 cho cái hình đai châu của 3 cây rất là to này. Và sang hình tiếp theo, hình tiếp theo. Bên này thì em có những cây lan kiếm. Đây sẽ là cây kiếm mà cây vàng Tây Ninh cô chú anh chị nhé. Hai cái thân vàng Tây Ninh này với giá em bán là 100.000. Nói chung là hàng này hàng chuẩn mặt bông cây giống nhé. Tiếp theo cũng là vàng Tây Ninh là hình 31 ạ. Vàng Tây Ninh đi ạ. Hình vàng Tây Ninh thì nói chung là nó chỉ cái vàng Tây Ninh thì nó chỉ đứng sau cái nó là một trong những ba cái mặt bông đẹp nhất của dòng lan kiếm Thiên Vũ. Chỉ đứng sau cái xanh Huế thôi nhé cô chú anh chị nhé. Xanh Huế và đứng sau Phan Trí thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, cái hình này em bán là 100.000. Và sang hình tiếp theo 32 này cũng là một cái giò vàng Tây Ninh nhá. Vàng Tây Ninh này hai cái măng, hai cái thân rất là đẹp như vậy, em bán là 120.000. Và bên này đây sẽ là vị hoàng nhá cô chú anh chị. Kiếm vị hoàng ạ. À, cái kiếm vị hoàng này thì cũng với cả vàng Tây Ninh là top 3, đứng top 3 trong cái dòng lan đẹp của cái dòng lan kiếm nhá. Một cái rề, một cái bụi kiếm Tây Ninh như vàng cái hoàng. Với rể kiếm vị hoàng này với giá chỉ có 180.000 thôi. À, trước đây thì 1-2 năm trước đây cái giò này phải vài gần chục triệu. Và sang hình tiếp theo hình 30 ạ. Hình 34, hình 34 một cái giò vị hoàng. Một cái rể vị hoàng căng mướt cực đẹp như thế này với giá em bán 230.000 ạ. Và sang hình số 35 một cái rể vị hoàng này. Cái củ, một củ với cả hai măng bên cạnh cực đẹp luôn ạ. Với giá 180.000 nhá. Và sang hình bên này sẽ là vàng cánh cong ạ. Vàng cánh cong bảo hành mặt hoa luôn cho cô chú anh chị đây ạ. Hoa thơm nhá cô chú anh chị nhá. Vàng cánh cong dòng hoa đột biến của dòng lâu hội này. 120.000 thôi ạ. Bên này là cũng là vàng cánh cong này.
Chậu này đang nụ này cô chú anh chị này. Chậu vàng cánh cong này em bán với giá là 150.000. À 140.000 chứ. 140.000 cho chậu vàng cánh cong này. Một dề kiếm bạch ngọc hoa trắng ạ. 100.000 cho dề kiếm bạch ngọc hoa trắng này. Sang bên này đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé. Hôm nay thì em có đủ size vỏ thông luôn nhé. Vỏ thông 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn này. Em có cả đồng giá em bán là 20.000 cho 1kg. Ngoài ra thì em còn có cái vỏ thông mài. Vỏ thông mài cạnh ấy. Thì cái vỏ thông đấy em cũng có size 1, 2 và size 3, 4 thì em bán đồng giá 25.000. Bên này là em có dớn vụn với giá... rêu rừng 50.000 trong 1kg, 1kg siêu nhiều luôn ạ. Các chế phẩm dành cho hoa lan Autonic 12.000 trong một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp nhé. Bên này em có B1 Thái với giá là 40.000 trong một lọ ạ. Và liền da Mỹ Tiến với giá 40.000 trong một lọ, liền da sẹo đen sẽ là 50.000 trong một lọ này. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ. Và siêu da dễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ này. Cát tan đặc trị thôi nhũn với giá 40.000 trong một lọ. Bên này đây kim kim bun đặc trị thôi nhũn 25.000 trong một gói này. Chicho để ma phân bón vi sinh kháng nấm ạ, 15.000 cho một túi nhá. Bên này thì em có dây buộc lan chiều dài 100m với dao cắt kèm theo rất là tiện dụng luôn. Một cái túi, một cái cuộn như vậy em bán với giá là 35.000 cho một cuộn nhá. Phân bón trùng quế nguyên chất dòng cao cấp ạ, với giá là 35.000 cho một gói này. 35.000 trong một gói phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp này. Cái dòng này đã khẳng định thương hiệu rất là lâu rồi. Bên này thì em có sản phẩm đó là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu hữu tương, đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm em bán là 35.000 cho một túi nhá. Cái sản phẩm mà cô chú anh chị nào đã được dùng rồi thì chắc chắn là sẽ quay lại. Và nói chung cái sản phẩm này em bán cực kỳ là chạy hàng luôn cô chú anh chị nhá. Cái sản phẩm mà nó em nghĩ rằng là nó là một cái sản phẩm mà hết sức là hoàn hảo. Bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa, nên là sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tối ưu ạ. Ngoài ra thì cái sản phẩm này bón cực kỳ là lành tính luôn. Ngay cả cô chú anh chị những người mới chơi lan thì cứ yên tâm giúp em nhá. Cái sản phẩm này cô chú anh chị thoải mái bón bằng sợi đen đầu rễ nhá. Trộn bón thoải mái không sợi đen đầu rễ. Như nhiều dòng phân bón khác cô chú anh chị bón không cẩn thận là sẽ đen đầu rễ và trột rễ. Nhưng cái sản phẩm này cô chú anh chị yên tâm cho em và cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là lâu dài. Bởi vì cái phần này nó đã nén rất là chặt mà khi cô chú anh chị trộn với cả giá thể này hay là bón cho cây đảm bảo là không bị mủn, không bị mủn ra nên là làm cái giá thể lúc nào cũng thoáng và sạch, cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời luôn nhé. Bên này em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000 nhá. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Xin phép em dừng clip ở đây.